Dạ, xin chào mừng toàn thể anh chị. Sau buổi lễ ra mắt ngày 4 tháng 7 tại Hà Nội thì ngày hôm nay Honda City 2023 phiên bản Philip bản nâng cấp giữa dòng đời đã có mặt tại đại lý sẵn sàng ra mắt toàn thể anh chị khách hàng. Và cũng nhân cái clip này thì em xin trân trọng kính mời toàn thể anh chị khách hàng nào mình đang sinh sống và làm việc ở khu vực tỉnh Long An hoặc là những khu vực lân cận, mình có thể nhín chút thời gian quý báu ngày 8 tháng 7 tức là ngày thứ bảy tuần này. Xin trân trọng kính mời toàn thể anh chị đến showroom Honda Auto Long An Tân An để tham dự buổi lễ ra mắt hai sản phẩm mới của Honda Việt Nam. Đó là Honda City phiên bản nâng cấp và Honda BRV phiên bản hoàn toàn mới. Với Honda City đứng ngay cạnh em đây, phiên bản nâng cấp này nó vẫn tiếp tục ra mắt gồm có 3 phiên bản, đó là City G, City L và Honda City phiên bản RS, với mức điều chỉnh tăng giá niêm yết từ 10, 20 cho đến 30 triệu đồng từng phiên bản. Với phiên bản RS, tăng mức giá niêm yết 10 triệu đồng từ 599 triệu lên thành 609 triệu. City phiên bản L bản giữa tăng từ 569 triệu cho đến 589 triệu và City phiên bản thấp nhất Honda City phiên bản G với mức tăng giá niêm yết 30 triệu đồng từ 529 lên thành 559 triệu đồng. Thì với ba mức giá niêm yết trên thì rõ ràng anh chị có thể thấy là bản G với lại bản L, tức là hai bản thấp, thì theo em thấy nó là làm mồi để cho anh chị mua cái City bản RS với mức giá rất hợp lý cùng với vô vàng trang bị, vô vàng option được nâng cấp. Và ngay bây giờ mời anh chị của em tìm hiểu chi tiết review Honda City RS 2023 kiêu hãnh vươn xa. The power of dreams. Honda City mới, kiêu hãnh vươn xa. Honda, feel the performance. Đầu tiên khi nhìn trực diện phần đầu xe thì rất khó để anh chị phân biệt được đâu là City phiên bản Philip bản nâng cấp và đâu là City phiên bản tiền nhiệm. Vẫn kiểu thiết kế ấy, vẫn là mặt ca lăng được sơn đen chứ không phải là mặt ca lăng mạ chrome giống như là City tinh đồn tại thị trường Ấn Độ. Cùng với đó là cái logo RS được sơn đỏ, nhưng mà để ý kỹ thì cái phông chữ của cái chữ RS này nó sẽ được hoàn thiện hơn, nó sẽ tỉ mỉ hơn và có cái chút gì đó nó mềm mại hơn anh chị. Mặc dù là cái logo RS tượng trưng cho cái phiên bản thể thao, phiên bản mạnh mẽ nhất của City, thì ở đâu đó em vẫn tìm thấy cái nét mềm mại của cái chữ RS này so với cái chữ RS của City phiên bản tiền nhiệm. Cùng với đó là cái lưới tản nhiệt giờ nó không còn làm cái dạng tổ ong nữa mà thay vào đó là lưới tản nhiệt hình kim cương đen bóng thôi. Theo em thì cái lưới tản nhiệt này anh chị có thể độ bằng cách là mình mạ chrome nó lên thì nó khá giống cái lưới tản nhiệt trên Honda HR-V phiên bản RS bản cao cấp nhất. Thì mạ chrome nó lên thì anh chị đi ngoài đường nó sẽ óng ánh hơn, bắt mắt người nhìn hơn. Nhưng mà theo em thấy cái form dáng vậy thì nó quá là tuyệt vời, quá đẹp rồi. Phía dưới cái bar đa sốc, cái cản trước á, thì nó cũng được tạo hình một cái chi tiết, cái độ hoàn thiện rất tốt. Cùng với đó đi kèm cái tính khí động học rất là cao, thì gió nó vào làm mát cái khoang động cơ. Dạ rồi, cùng với đó là về cái mang cá, nhiều anh chị gọi là cái mang cá, tức là hai cái hốc đèn sương mù, hai cái hốc đèn bi này nè, thì nó cũng được thiết kế nó thể thao hơn. Và đặc biệt là cái cản trước của City mới này nó được thiết kế lài ra về trước, dạ, tạo thành cái chiều dài tổng thể của City đời mới này nó dài hơn 36mm so với City phiên bản tiền nhiệm. Anh chị nhìn trực diện và mình sẽ không thấy điều này đâu, anh chị đứng nhìn xéo xéo chiếc xe thì thấy cái mỏ của City nó rất là hầm hố, rất là thể thao anh chị. Rồi, vẫn là cụm đèn full LED, cốt pha định vị ban ngày, xi nhan LED và đèn bi gầm LED. Và đặc biệt trên cụm đèn tuyệt đẹp này thì nó đã có thêm tính năng là đèn auto, là đèn tự động bật tắt theo điều kiện ánh sáng. Và khi đi ban đêm, camera ở phía trước cái kính lái nè, nó quan sát nếu như ở phía trước xe của mình không có xe đi cùng chiều hay xe đi ngược chiều thì tự động chuyển đèn pha. Nếu như camera phát hiện ở phía trước có xe thì tự động chuyển từ pha xuống cốt, rất thông minh anh chị. Dạ, và đi xe này thì anh chị khỏi cần bật tắt đèn thì cho mệt, mình chỉ cần để cái nắp đèn ở mức auto thôi. Trời sáng đèn tắt, trời tối đèn tự động bật, không có xe chuyển pha, có xe chuyển về cốt. Và
chạy về nhà, đậu xe tắt máy, khỏi cần tắt đèn, đóng hết cửa lại thì trong vòng khoảng tầm 15 giây đèn nó tự tắt. À, trong 15 giây đó nó vẫn sáng để cho anh chị thấy đường vào nhà và mở cửa vào nhà thôi. À, rất hay anh chị nha. Đó là trên City phiên bản nâng cấp. À, City cũ thì cụm đèn vẫn tuyệt vời, vẫn đẹp y chang như vậy. Nhưng mà đáng tiếc là chưa có tính năng đèn auto. Thì ngoài cái tính năng pha-cót thông minh đó ra thì trên Honda City phiên bản nâng cấp này nó còn có thêm cho anh chị 5 tính năng nữa. Trong gói hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing. À, gói Honda Sensing này thì nó sẽ sử dụng một cái camera đặt ở phía trước kính lái, ngay cái bàn tay em chỉ đây. Thì nó sẽ cho anh chị đại khái những tính năng như sau. Thứ nhất là phanh giảm thiểu va chạm CMBS. Khi mình chạy xe ngoài đường mình không tập trung, gần va chạm với xe phía trước rồi thì bây giờ xe nó sẽ cảnh cáo mình trước. Nếu như mình không phanh, xe tự động phanh. Rồi tự động giữ làn đường, rồi tự động coi như là cán vạch kẻ đường, vô lăng tự đánh lái, rồi tự động bấm đuôi giữ khoảng cách với xe phía trước, rồi cảnh báo xe phía trước khởi hành. À, thì trong cái phân khúc sedan cỡ B với Toyota Vios hay là Hyundai Accent thì có Toyota Vios thì nó được trang bị thêm cái Toyota Safety Sense. À, Toyota Safety Sense với lại Honda Sensing thì về nguyên lý hoạt động và các tính năng nó gần như na ná nhau. À, nhưng mà Vios thì chỉ được trang bị hai tính năng, đó là phanh khẩn cấp và cái giảm thiểu chệch làn đường thôi. Tuy nhiên cái chệch làn đường của Vios thì chỉ cảnh báo thôi chứ nó không có tác động như là còn với City đầy đủ cho anh chị hết, cảnh báo rung vô lăng rồi tự động đánh vô lăng về cái làn đường quy định luôn. À, rất là hay anh chị. À, còn cái nữa là chỉ có bản RS của City đời mới này mới có, đó là tính năng Honda Connect. À, anh chị khi mua City RS mình sẽ tải về điện thoại một cái app đó là Honda Connect. À, anh chị sẽ kết nối được cái xe với lại cái app trên điện thoại, mình sẽ mở xe, khóa xe, đề nổ từ xa, tắt đề nổ từ xa, định vị tìm kiếm xe toàn bản đồ Việt Nam, không giới hạn khoảng cách, miễn là điện thoại anh chị có sóng 3G, 4G, có internet là điều khiển chiếc xe mình được. À, rất thông minh anh chị. Tiếp theo là về phần thân xe, về dàn chân trên Honda City 2023 phiên bản Facelift, bản nâng cấp giữa dòng đời. Thì trên City phiên bản L, bản giữa và City RS, bản cao cấp nhất sẽ được trang bị la răng có kích thước là 16 inch với kiểu tổ hình là y chang nhau. À, nhưng mà đặc biệt là trên phiên bản RS thì nó sẽ được cái mâm á, nó sơn màu xám khói anh chị, kết hợp với lại lớp Yokohama. À, về cái cấu hình, về kích thước, về lớp thì nó y chang phiên bản tiền nhiệm, nhưng mà về cái tạo hình mâm nó sẽ khác rất nhiều. À, mâm trên City phiên bản nâng cấp này á thì nó đa chấu, nó nhiều nang hơn so với City phiên bản tiền nhiệm. À, một điều mà về cái dàn chân này mà anh chị khách hàng rất chú ý, rất muốn nâng cấp và đã được Honda Việt Nam lắng nghe, tiếp thu và trang bị trên City 2023 bản mới này. À, với phiên bản L là bản giữa với là bản RS thì sẽ được trang bị 4 phanh đĩa, bao gồm 2 đĩa trước và 2 đĩa sau. Tuy nhiên City phiên bản G là bản thấp nhất thì không được trang bị nâng cấp 4 đĩa anh chị nha. Vẫn xài 2 phanh đĩa trước và 2 phanh sau là tan trống. Đó là trên City bản thấp nhất. Còn bản giữa với bản cao sẽ được trang bị 4 phanh đĩa. À, nhìn vô phát thì anh chị thấy nó uy tín liền và nhìn cái form xe nó đẹp hẳn ra. Nhưng mà trên City RS hay là City phiên bản L thì rất tiếc chưa được trang bị phanh tay điện tử mà vẫn còn sử dụng phanh tay cơ. À, thì trong phân khúc này là kể cả những dòng xe trong phân khúc cao hơn như là phân khúc C thì nó có là Kia K3, Hyundai Elantra thì những cái phiên bản thì nó vẫn còn xài phanh cơ anh chị, chứ chưa được trang bị phanh tay điện tử. Đấy. Rồi, về phần gương chiếu hậu thì trên City phiên bản RS bản cao cấp nhất sẽ được sơn đen, có đầy đủ các tính năng như là gập điện, chỉnh điện, tích hợp xi nhan gương. Nhưng rất tiếc là khi mà giờ anh chị khóa cửa thì xe vẫn chưa có xếp gương vào. Dạ, mở cửa thì gương nó cũng chưa tự động xòe ra. Mà muốn làm thực hiện cái tính năng đó thì anh chị có thể gập gương trước khi ra khỏi xe. Hoặc là khi mà mua xe thì em sẽ tặng thêm cho anh chị cái bộ phụ kiện là gập gương lên xuống kính tự động, có giá khoảng tầm 1,4 triệu. Thì khi mà lóc cửa gương tự động xếp vào, mở cửa gương tự động xòe ra. Và với cái City phiên bản mới này thì khi mà anh chị xuống xe quên khóa cửa xe thì mình cứ việc cầm chìa khóa đi cách xe khoảng 1,5 m, xe tự động khóa cửa. Rất là hay, đó là cái tính năng Watch Away Lock đã có trên rất nhiều cái phiên bản những cái dòng xe cao cấp của Honda ở thời điểm hiện tại, thì giờ đã được trang bị trên Honda City, mà tính năng này ở phiên bản cũ chưa có anh chị nha. Dạ, và để ý kỹ là ở cái phần hông xe nó sẽ có một cái clip hông anh chị, nó giống như cái bộ body kit vậy đó. Thì khi mà anh chị nhìn cái chi tiết này giúp chiếc xe của mình khi mà nhìn ngang vào nó sẽ trường cái dáng, thứ nhất, cái thứ hai là nó tăng sự thể thao. Và mặc dù như vậy nhưng mà cái gầm của anh chị vẫn giữ nguyên khoảng sáng gầm so với đời cũ là 134mm. Khoảng sáng gầm của nhìn chấp nhận tương đối và cao nhất nhì trong phân khúc sedan cỡ B là Vios hay là Hyundai Accent.
Tiếp đến là về phần đuôi xe trên Honda City 2023 phiên bản nâng cấp. Mặc dù là phiên bản nâng cấp nhưng mà cái phần đuôi của City thì nó chỉ được nâng cấp thêm một số điểm nhấn nhá thôi. Còn cơ bản á, về các cái chi tiết về cụm đèn, về cánh lướt gió thì nó gần như là giống 90% so với City bản tiền nhiệm. Vẫn là kiểu tạo hình cụm đèn LED nè, nhìn xa mà không nhìn logo thì rất giống BMW 3 Series. Vẫn có cho anh chị luôn cái cánh lướt gió liền thân, cái đuôi vịt được sơn đen ở trên cái phần cốp xe. Những phiên bản thấp hơn thì được trang bị đèn hậu LED nhưng mà không có cái chi tiết cánh lướt gió này. Rồi, ở phía dưới cái cản sau, cái ốp cản sau á, thì nó sẽ được thiết kế to bản hơn, hầm hố hơn và tạo ra cái tính khí động học nó rõ ràng hơn bởi các cái chi tiết cái khe gió tạo hình, nó định hình cái luồng gió khi mà anh chị đi tốc độ cao thì gió nó sẽ đè xuống, giúp cái xe nó đè xuống mặt đường đi nó đầm hơn. Dạ, và có thêm hai cái chi tiết là cái đèn phản quang. Đèn phản quang của City đời trước nó được đặt dọc ở ngay cái phần đuôi xe này thì bây giờ nó được đặt ngang ở phía dưới đây. Trong cái chiếc xe khi mà anh chị nhìn vào phần đuôi xe nhìn lên á thì nó rất là vuông vức và coi như là rất hầm hố anh chị, rất là hầm hố. Với cái chi tiết này thì khỏi cần bô đôi thì nó cũng đã sang, nó cũng đã thể thao rồi. Không cần bô đôi đâu. Dạ. Rồi, và vẫn được trang bị huyền thoại là camera lùi 3 góc quay. Nhưng mà bây giờ camera này nó được nâng cấp lên siêu nét anh chị. Nó nét như là Sony vậy đó. Dạ, 3 góc rất nét. Nét hơn rất nhiều so với City đời cũ. Dạ, và đặc biệt là vẫn chưa được trang bị cảm biến lùi. Thì không sao, giờ anh chị mua City em tặng cho anh chị 4 mắt cảm biến lùi. Giá khoảng tầm 1,5 triệu thôi. Dạ. Tiếp theo là về phần cốp. Cốp xe. Cốp của City thì vẫn là mở cơ, vẫn là cái dung tích cốp nó y như cũ. Dạ, và chưa được cải thiện cái gập ghế 64 từ cái cốp với lại cái khoang hành lý. Dạ, đó thì chức năng này cũng không sao đâu, tại vì City thường anh chị mua về đi gia đình. Giữ lắm là để mấy cái vali rồi đi du lịch gia đình thôi, chứ ít cũng có mà chở những cái đồ vật mà nó quá khổ quá tải, giống như là mình không phải là mình mua City vì mình chạy Grab này kia các thứ mình đổi chở đồ đạc cồng kềnh thì mình cần cái tính năng đó. Còn giờ mình mua về gia đình thì không, cũng không có cần tính năng đó mấy anh chị ha. Rồi, phía dưới đây thì nó vẫn có cái bánh xe cua. Bánh xe cua thì là bánh mâm sắt thôi và có kích thước nhỏ hơn các cái bánh xe kia, chứ không phải là bánh 16 inch y chang cái bánh xe đang gắn trên xe đâu, mà nó là mâm sắt. Và xe của Honda ở thời điểm hiện tại là chỉ có duy nhất Honda CR-V thì nó xài bánh xe cua là đồng mâm thôi, còn lại là từ Civic, từ HR-V, từ Accord thì nó vẫn xài bánh xe cua là bánh mâm sắt. Tiếp theo thì em xin phép mời anh chị Quang bước vào khoang nội thất trên Honda City phiên bản RS, bản cao cấp nhất, phiên bản nâng cấp. Rồi, thì khi mà bước vào nội thất mà anh chị đóng cái cánh cửa tài lại thì ngay trên cái màn hình á, nó sẽ hiện ra cái logo RS, giống như cái đèn chào mừng rất là đẹp, cùng với cái âm thanh nghe nó khá là dễ chịu. Nội thất của City mới này thì nó thay đổi khá nhiều. Thay đổi nhiều nhất đó là về bộ ghế. Ghế ngồi trên City phiên bản nâng cấp này, bản RS, thì nó không còn là trang bị ghế da nỉ với da lộn nữa, mà thay vào đó là trang bị cho anh chị hẳn 100% ghế full da và có đục lỗ thông hơi, ngồi nó rất là thoáng. Dạ. Rồi, vẫn là ghế chỉnh cơ anh chị nha, vẫn là ghế chỉnh cơ, chứ trong phân khúc, trong cái tầm tiền mà 600 triệu này thì chưa có thể đòi hỏi được ghế chỉnh điện được. Rồi, ở phía trên đây thì nó là cái vô lăng y chang cũ, y chang City cũ thôi. Bọc da, khâu chỉ đỏ, có đầy đủ tính năng, nhưng mà bây giờ nó bổ sung thêm cái những cái tính năng như là bấm đuôi giữ khoảng cách với xe phía trước, tự động giữ làn đường và điều chỉnh khoảng cách xa gần ở trong cái gói Honda Sensing. Thì nó có các cái phím bấm bên khu vực bên phải. Rồi, vẫn có đầy đủ cho anh chị là hai cái lẫy sang số sau vô lăng. Lẫy sang số sau vô lăng này nó đã được trang bị trên Honda City phiên bản L luôn rồi, tức là bản L với RS thì đã được nâng cấp là hai cái lẫy số sau vô lăng này, vẫn là vô lăng bọc da. Rồi, ở bên trong thì nó là cái đồng hồ, vẫn là cái đồng hồ cơ thôi anh chị, vẫn có hai cái cụm hiển thị là hai cái vòng tròn, một cái là tua máy, một cái là công tơ mét. Nhưng mà ở cái phần ô vuông hình chữ nhật chính giữa đó thì nó đã được nâng cấp là cái màn hình HFT để hỗ trợ cho anh chị các cái tính năng trong cái gói Honda Sensing nè, bật tắt tính năng giảm thiểu chệch làn đường, rồi phanh khẩn cấp, coi mức xăng các thứ thì mình sẽ điều chỉnh bằng cái con lăn. Dạ, và cái màn hình ở phần đó nó sẽ hiển thị là điện tử, còn hai bên cái vòng tròn á nó vẫn là đồng hồ cơ bình thường thôi. Đèn thì nó đã có đèn auto, có cái nấc đèn auto như nãy đầu clip em nói với anh chị đó. Rồi, bên tay phải thì nó sẽ là cái màn hình giải trí. Màn hình giải trí vẫn có kích thước 8 inch, vẫn cái kiểu hiển thị như thế này, vẫn là cái kiểu đặt giống y chang cũ thôi. Nhưng mà cái màn hình này nó sẽ được nâng cấp cái độ phân giải á, tức là từ 262.000 màu lên thành 17 triệu màu. Nên là bây giờ anh chị phản hồi vô cái màn hình đó, nó cũng rất là nhạy. Cái thứ nhất, thứ hai nữa là màu sắc nó cho ra nó rất là dịu mắt anh chị, nó rất là dịu mắt. Và đặc biệt là cái camera lùi nó rất là sắc nét, cam lùi nó rất là sắc nét, cam ba góc quay nó nét như Sony luôn.
Dạ rồi. À, vẫn hỗ trợ cho anh chị kết nối đầy đủ Bluetooth nè, Apple CarPlay, Android Auto, nhưng mà kết nối có dây và hệ thống âm thanh vẫn như cũ, đó là 8 loa cao cấp. À, nhưng mà bước vào cái nội thất này thì anh chị sẽ thấy nó toát lên hai cái tông màu, đó là màu đỏ với là màu đen. À, màu chủ đạo, màu huyền thoại được Honda Việt Nam trang bị hầu hết trên những phiên bản RS của các dòng Honda ở thời điểm hiện tại. À, riêng phiên bản RS này thì nội thất nó là đỏ với lại đen đậm, à, đen với lại đỏ đậm. Còn City phiên bản L nó là đen với lại đỏ hồng. Và City phiên bản L ở cái khu vực như là con ngựa nè, à, các cái bệ tì tay rồi đó anh chị, thì nó có luôn màu đỏ hồng ở đó. Nên là theo cái cảm quan của em khi bước vào nội thất của City phiên bản L thì nó sẽ đẹp hơn đôi chút so với City RS. Nếu như theo em, nội thất của City RS mà làm cái thanh màu đỏ này nó thành cái màu đen piano, đen y chang cũ á, thì em thấy nó sẽ đẹp hơn. Còn đằng này thì chơi cái thanh này màu đỏ vậy thì nó hơi chói mắt một chút. Dạ, cùng với đó là các cái viền cửa gió điều hòa thì nó sẽ được mạ đen bóng cho anh chị luôn, chứ không có là màu xám khói như là trên phiên bản cũ nè. Thì theo em thấy là cái chi tiết này nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà nó tăng cái độ sang trọng. Và khi mà nhìn vào cái không gian nội thất á, nhìn nó rộng lắm anh chị, nó rộng mắt lắm. Không biết là vào ngồi nó có rộng rãi hay không, nhưng mà thoạt nhìn cái nội thất giống vậy thì nó mặc định rộng mặc nhiên rộng. Rồi, dưới đây là khu vực điều hòa. Điều hòa thì nó là điều hòa tự động một vùng, y chang cũ thôi, các cái núm vặn bình thường. Phía dưới là hai cổng USB, một cổng tẩu thuốc nè. Rồi cái chỗ để điện thoại chưa có sạc không dây. Chỗ để cốc, rồi khu vực con ngựa. Khu vực cần số vẫn y chang thay tiền nhiệm. Và đây là cái khu vực phanh tay. Phanh tay thì nó vẫn còn là phanh tay cơ, chứ chưa được là phanh tay điện tử đâu anh chị. Trong phân khúc và trong tầm tiền này, thậm chí là những dòng xe trong phân khúc cao hơn như là phân khúc C, những phiên bản của Kia K3 hay là Hyundai Elantra thì nó vẫn còn sử dụng phanh tay cơ huyền thống như thế này. Dạ, chứ nó chưa có phanh tay điện tử. Mà giờ City nâng cấp 4 đĩa, nâng cấp sensing, nâng cấp Honda Connect, ghế full da rồi thêm cái phanh tay điện tử nữa, thì giờ thêm bao nhiêu tiền thì anh chị có thể mua. Thêm 30, 50 nữa thì anh chị mua City, hay là mình mua những dòng xe khác hạng C mà có option tương tự City. Thì nó là một cái bài toán về tài chính nữa anh chị, nó về cái bài toán về tính kinh tế nữa, đặc biệt là thời điểm khủng hoảng như thời điểm hiện tại. Lên 10 triệu với những option này thì em thấy nó quá hời so với City rồi. Dạ anh chị ha, vẫn không có cửa sổ trời. Vẫn không có cửa sổ trời. Và về cái không gian hàng ghế thứ hai thì ngồi nó cũng rất là rộng rãi. Bây giờ thì mời anh chị của em bước vào không gian nội thất hàng ghế thứ hai. Bước vào không gian nội thất của cái hàng ghế thứ hai thì theo cảm giác thì nó cũng không có khác gì so với City cũ anh chị, tại vì nó chỉ thay đổi về cái chiều dài tổng thể thôi. Tăng ở cái cản trước được kéo dài thêm chút, ở cản sau được kéo dài thêm chút, tăng 36mm tổng thể. Chứ còn mà chiều dài cơ sở, tức là khoảng cách giữa tâm trục bánh xe thứ nhất đến tâm trục bánh xe thứ hai, thì nó vẫn giữ nguyên, chiều cao vẫn giữ nguyên, chiều rộng vẫn giữ nguyên. Thì về cái không gian ngồi trong nội thất thì nó không có khác gì so với City cũ cả. Dạ, có chăng đi nữa thì anh chị ngồi vào nó êm hơn, bởi vì ghế được bọc da hết. Còn cái kia là vẫn còn da nỉ với lại da lộn đó. Vẫn cái độ ngã lưng rất thoải mái. Khoảng đầu gối rồi khoảng chống đầu thì thôi nó dư giả luôn. Dạ, vẫn có đầy đủ cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Trong phân khúc này thì Vios, Toyota Vios thì không được trang bị cửa gió điều hòa ghế thứ hai anh chị ha. Dạ rồi. Về số túi khí thì City RS sẽ được trang bị cho anh chị là 6 túi khí. 6 túi khí, những phiên bản thấp hơn thì sẽ được trang bị 4 túi khí. Cuối cùng là về phần động cơ, về khung gầm, về hộp số. Vì đây là cái phiên bản facelift, bản nâng cấp giữa dòng đời thôi, nên là ngoài những cái chi tiết khác nhau mà nãy giờ em kể cho anh chị trên clip ra, thì về động cơ, về khung gầm, về cảm giác lái thì nó y chang, gần như là 99% so với City thế hệ cũ. Vẫn sử dụng động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất cực đại lên đến 119 mã lực, và mô men xoắn cực đại là 145 Nm. Động cơ cho cái công suất, cho cái mô men xoắn mạnh nhất trong phân khúc sedan cỡ B, bao gồm các đối thủ như là Toyota Vios và Hyundai Accent. Và với cái hộp số vô cấp CVT này thì nó sẽ giả lập cho anh chị 7 cấp số. Anh chị có thể sang số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thông qua cái lẫy sang số phía sau vô lăng trên phiên bản L và phiên bản RS. Với mức tiêu hao nhiên liệu đường kết hợp dành cho City phiên bản RS, bản cao cấp nhất, phiên bản nâng cấp là 5,6 lít cho 100 km đường kết hợp. Dạ rồi. Về cái chìa khóa thì nó vẫn có đầy đủ cho anh chị 4 nút khóa xe, mở xe, đề nổ từ xa và mở cốp. Thì cái tạo hình cái chìa khóa thì nó cũng y chang City cũ thôi. Nó chỉ khác đa số những cái option nãy giờ mà em kể cho anh chị ở trên clip. Và trên đây cũng là một cái clip review chi tiết với anh chị về Honda City phiên bản RS, bản cao cấp nhất, bản nâng cấp mới nhất của City tại thị trường Việt Nam, màu trắng. Em có làm một cái clip review chi tiết City RS màu xám rồi. Cái màu xám nó cũng rất là đẹp, em quay ngoài trời. Thì em có để cái link ở phía dưới phần bình luận á, anh chị nào mình quan tâm thì mình có thể click vào đó xem để ủng hộ cho em. Và đây là một cái bài review về cái màu trắng. Em sẽ cố gắng làm nhanh nhất về 4 màu còn lại của City dành cho anh chị, bao gồm là cái màu xanh dương, xanh driver nè, màu đỏ, màu đen và một cái màu titan.
em sẽ cố gắng tranh thủ làm hết 4 màu của City để cho anh chị coi. Về mức giá lăn bánh của Honda City RS ở thời điểm hiện tại, cập nhật chương trình khuyến mãi ngày 6 tháng 7 tại showroom Honda Auto Long An là chưa tặng tiền mặt, tặng thêm cho anh chị khoảng tầm gần 10 triệu phụ kiện, bao gồm dán phim cách nhiệt, viền che mưa chính hãng, chải cốp chính hãng, lót sàn simili cao cấp, tặng cho anh chị cảm biến lùi 4 mắt ở phía sau, và tặng thêm cho anh chị 6-8 món đồ theo xe mặc định. Dạ, và ngoài ra thì anh chị mình có nhu cầu mua xe, mình muốn tặng bảo hiểm thân xe, mình muốn tặng thêm cái gì thì anh chị cứ mạnh dạn gọi điện trực tiếp số hotline 0847 678 456, em sẽ hỗ trợ về mức giá cho anh chị hết mình để anh chị có thể mua xe ủng hộ cái chỉ tiêu bán hàng cho em. Rồi, đừng quên bấm like, đăng ký hoặc chia sẻ để ủng hộ cho em nha. Hoặc là nếu như không bấm like, không đăng ký, không chia sẻ thì cũng không sao, anh chị coi clip là em vui rồi. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã xem, kính chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị những clip tiếp theo.